Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự trưa nay với các thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới đối với Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy quân sự thành phố. Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh chủ trì buổi kiểm tra. Những năm qua, Đảng Bộ Quân sự thành phố triển khai có hiệu quả công tác xây dựng đảng nói chung và nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch nói riêng. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực và tình hình tranh chấp trên Biển Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 26 của Thành ủy Đà Nẵng và chương trình trọng tâm số 12 của Ban chỉ đạo 35 thành phố Bộ Chủ huy quân sự đã tổ chức xây dựng lực lượng và hoạt động có hiệu quả trên không gian mạng, góp phần định hướng lập trường chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thành phố, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.